Phòng khám của trường Tô Nam Thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Đây là một cái câu còm của cái bạn ấy còm ở cái bài mình nói chuyện về cái vấn đề về thận, đi tiểu nhiều hay đi tiểu không nhiều. Và bạn ấy nói là nếu đi kiểm tra Tây y, bác sĩ kết luận là không, là bình thường, nghĩa là không sao. Cái này nó có cái ngắc và có một cái khóa. Nếu ngày hôm nay bạn bị đi tiểu nhiều, nó khác thường của tháng trước hoặc năm trước, nghĩa là có vấn đề rồi. Thế nhưng mà đi Tây y kiểm tra thì người ta siêu âm không có sỏi sạn, không có nang, hoặc là người ta xét nghiệm protein liệu, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến nước tiểu, người ta không thấy vấn đề gì, người ta kết luận của bạn là không sao. Và hôm nay bác sĩ kết luận của bạn là không sao, sao ngày hôm nay bạn lại bị đi tiểu nhiều? Chúng ta phải xâu chuỗi ngược lại. Vì sự bất thường nằm ở cái chỗ là ngày hôm trước và ngày hôm nay, hoặc là tháng trước và tháng này nó khác nhau, thì đấy là có vấn đề rồi. Thế thì mỗi một cái phương pháp như Đông y hoặc là Tây y thì đều có luật chữa, cái cách chữa, cái phương thức khác nhau. Tuy nhiên là cái phương thức khác nhau thì cách hành cũng khác nhau và cái suy luận cũng khác nhau. Nhưng nếu bạn có vấn đề về vấn đề đi tiểu, ví dụ như ngày tháng trước như thế này và tháng này thì mình như thế này, thì đó là có vấn đề, chẳng qua là Tây y chưa tìm ra. Và nếu mà bạn muốn Tây y không đỡ mà Đông y được giải quyết cho bạn, thì bắt buộc bạn phải có cái nhìn thay đổi. Còn nếu bạn không thay đổi, đấy là đương nhiên là cái óc suy nghĩ hoặc là cái tư duy sâu chuỗi của bạn có vấn đề. Còn người ta đã giải quyết được, nghĩa là người ta có cái hành khác nhau và có cái suy luận về lục phủ ngũ tạng và ngày chữa trong bạn, bạn ok, thì đương nhiên đấy là rất là tốt. Còn còn nhiều năm nữa, nhiều đời nữa, chúng ta sẽ còn phải ngồi với nhau, còn nghiên cứu, còn đưa đến kết luận. Tuy nhiên chúng ta hãy tôn trọng những cái giá trị mà Đông y đưa ra hoặc là Tây y làm được. Cho nên là khi mà đưa lên cộng đồng những cái kiến thức hoặc là những cái cách làm, đặc biệt là những cái trải nghiệm của phòng khám y học của Tô Nam Thầy Mộc, đều cái mong muốn cuối cùng là gì ạ? Đều giúp anh chị có cái nhìn đa chiều, đặc biệt là cần nhất là gì? Thay đổi. Không biết đúng hay sai, không biết sớm hay muộn, không biết ngang hay dọc, nhưng vấn đề nếu bạn đi tiểu nhiều, bạn đi kiểm tra Tây y mà không tìm ra vấn đề, bạn cứ chịu khó mỗi buổi chiều bạn nằm, bạn kéo gối khoảng 15 đến 20 phút, thậm chí được 30 phút càng tốt, thì đương nhiên ngày hôm sau bạn thấy đỡ ngay lập tức. Lý do nó ở tại đâu? Câu hỏi đấy để dành các bạn để comment bên dưới. Xin chào.